Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 21 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức tọa đàm về đổi mới công tác dân vận. Đóng góp ý kiến của cán bộ đảng viên vào dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 về lĩnh vực an sinh xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt bổ sung 6 dự án điện trong năm 2020. Tiếp và đối thoại với người dân, biện pháp giảm đơn thư vượt cấp kéo dài. Phụ cư cơ bản hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2020, Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt tọa đàm về đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang 90 năm công tác dân vận của Đảng. Những năm qua, đội ngũ làm công tác dân vận đã không ngừng nỗ lực thực hiện công việc được giao, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc về vai trò vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, đồng thời thảo luận, trao đổi về tình hình thực tiễn tại địa phương, thuận lợi khó khăn trong thực hiện công tác dân vận và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của những người làm công tác dân vận. Đồng chí cũng nhấn mạnh, dân vận phải vì lợi ích, vì cuộc sống của người dân. Muốn người dân đồng thuận, người làm công tác dân vận phải làm tốt công tác tuyên truyền, thuyết phục, thông tin đến người dân một cách công khai, minh bạch. Mỗi cán bộ đảng viên đều giữ vai trò làm dân vận. Người làm công tác dân vận phải liêm chính, gương mẫu trong từng lời nói, việc làm. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ dân vận không chỉ làm dân vận ở cơ quan, đơn vị mà còn dân vận tại gia đình, địa phương để xây dựng quê hương Hưng Yên ngày một phát triển. Những năm qua, công tác an sinh xã hội gắn với cơ chế chính sách cụ thể, quan tâm đến các đối tượng đã được tỉnh Hưng Yên thực hiện đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, qua đó đã tạo được sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều cán bộ đảng viên trong tỉnh đã tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 trình đại hội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh những năm qua. Hiện nay, toàn tỉnh đang chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho hơn 24.300 người có công và thân nhân người có công. Giai đoạn 2016-2020 đã hỗ trợ xây nhà mới và sửa chữa nhà ở cho hơn 4.600 hộ gia đình người có công và hộ nghèo. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 1,9%, hoàn thành trước một năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra. Tôi nghĩ rằng kỳ đại hội tới thì chúng ta cũng nên tập trung chỉ đạo và điều hành những cái nhiệm vụ này, thực hiện quan tâm được nhiều hơn nữa công tác an sinh xã hội. Dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đặt ra mục tiêu về lĩnh vực xã hội cho nhiệm kỳ tới. Với mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Bên cạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của các tổ chức xã hội, cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã đề xuất những giải pháp hữu hiệu để giảm nghèo bền vững. Cái giải pháp căn cơ quyết định là cái giải pháp thứ nhất là cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cái công tác tuyên truyền để cái nhận thức về các công tác thoát nghèo. Vì trước đây thì chúng ta đối với cả các chính sách đối với người dân thì cho là cho thụ hưởng, nhưng tới đây thì theo cái hướng là cho họ cái cần câu chứ không cho con cá, thì họ sẽ thoát nghèo một cách bền vững. Cái việc nữa là cái việc quan trọng là huy động xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội để cùng chung tay giảm nghèo. Đối với mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 98%, bảo hiểm xã hội 45%, cán bộ, đảng viên cho rằng đây là một mục tiêu lớn, đòi hỏi trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.
Bên cạnh việc bám sát vào mục tiêu đề ra để đưa ra các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể theo từng năm, cần có sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong việc thanh tra, kiểm tra và quản lý đối tượng có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường cải cách thủ tục hành chính để người dân và người lao động dễ tiếp cận với các chính sách và dễ tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội. Tôi nghĩ rằng để thực hiện cái mục tiêu lớn này của Đảng thì chúng ta cần phải tập trung công tác tuyên truyền, chủ yếu là đối thoại trực tiếp để người dân, người lao động, chủ sử dụng lao động hiểu và rõ cái quyền lợi và trách nhiệm của mình để cùng đồng thuận. Và một cái giải pháp nữa đó là cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, làm sao cho thủ tục nhanh gọn, không để hồ sơ chậm muộn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi còn phải xác định rõ là tiến tới về tận nơi cư trú phục vụ nhân dân, cũng như đến doanh nghiệp để phục vụ người lao động cũng như chủ sử dụng lao động. Đối với mục tiêu 10 bác sĩ trên 1 vạn dân, cán bộ đảng viên ngành y tế đề xuất cần có những giải pháp mang tính chất đặc thù với ngành y nhằm thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã. Muốn đạt được cái tỷ lệ 10 bác sĩ trên 1 vạn dân thì theo tôi thì cần phải có một số những cái giải pháp tăng cường công tác đào tạo. Để tăng cường cái số lượng bác sĩ thì phải có cái chính sách thu hút. Từ trước giờ thì tỉnh cũng đã có những cái chính sách thu hút bác sĩ. Tuy nhiên thì từ mấy năm nay thì cái chính sách này đã tạm dừng rồi. Thì hiện tại là cái việc thu hút bác sĩ rất là khó khăn. Khi các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội được quan tâm và đi vào cuộc sống, sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Những ý kiến tâm huyết về vấn đề an sinh xã hội cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với văn kiện Đại hội Đảng. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi trả lời kiến nghị của cử tri về đầu tư giai đoạn 2 dự án đường nối hai đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình. Theo đó sẽ sớm triển khai đầu tư dự án theo quy mô hoàn chỉnh như đề nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên. Kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm thực hiện dự án cầu vượt tại nút giao giữa quốc lộ 39A và đường nối giữa hai đường cao tốc thuộc thôn Phương Thông, xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên. Sớm cho đầu tư giai đoạn 2 của dự án từ phần vốn dư của dự án cầu Hưng Hà. Về nội dung kiến nghị của cử tri, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép sử dụng nguồn vốn dư từ dự án cầu Hưng Hà để đầu tư cầu vượt quốc lộ 39 với kinh phí khoảng 367 tỷ đồng. Sau khi chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Hưng Hà được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, sớm triển khai thi công hạng mục cầu vượt quốc lộ 39. Về đầu tư giai đoạn 2 của tuyến nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, Bộ Giao thông Vận tải đã họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, các bộ kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính về các nội dung liên quan đến việc đầu tư giai đoạn 2 dự án và đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí cho Bộ Giao thông Vận tải để triển khai đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường. Sau khi giai đoạn 2 của dự án xác định được nguồn vốn, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, sớm triển khai đầu tư dự án theo quy mô hoàn chỉnh như đề nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên. Nhằm đáp ứng yêu cầu cung ứng điện phục vụ phát triển các khu đô thị và khu cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định phê duyệt bổ sung giải phóng mặt bằng 6 dự án điện trong năm 2020. Trong đó có 3 dự án điện trọng điểm là trạm biến áp 220 kV và xuất tuyến 110 kV, địa bàn 3 xã Hoàn Long, Yên Phú và Đồng Than, huyện Yên Mỹ, trạm biến áp 110 kV và đường dây truyền tải tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, trạm biến áp 110 kV phố nối và nhánh rẽ tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hảo. Dự án có diện tích lớn nhất là trạm biến áp 220 kV Hoàn Long, xấp xỉ 1 hectare. 3 dự án còn lại gồm hệ thống đường dây xuất tuyến 110 kV tại Hưng Yên, Hòa Mạc, tỉnh Hà Nam, thành phố Hưng Yên, Đoàn Đào, Phù Cừ, Hồng Quang, Vân Du, huyện Ân Thi, v.v. Dự kiến các dự án này có tổng trị giá trên 300 tỷ đồng và sẽ triển khai thi công từ nay đến hết quý 1 năm 2021. Do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư sẽ đảm bảo yêu cầu cấp điện ổn định cho Hưng Yên trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 400 triệu đồng vì vi phạm về phòng cháy chữa cháy.
trong đó mỗi doanh nghiệp bị xử phạt 80 triệu đồng. Cụ thể là công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương Hưng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Diệu Phương, phường Dị Sử, công ty cổ phần xuất nhập khẩu US Vico, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Minh Dũng, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, doanh nghiệp tư nhân Rồng Vàng, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Lỗi vi phạm chủ yếu của các doanh nghiệp này là đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp phải có biện pháp khắc phục tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến đến hơn 700 điểm cầu trong cả nước về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Thông tin từ Bộ Y tế cho thấy, thời gian qua, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm từng bước được kiểm soát, công tác phòng chống được triển khai kịp thời hiệu quả. Đặc biệt, nước ta đã khống chế thành công đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, hiện vào thời tiết chuyển mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển. Tại Hưng Yên, hiện không có các ca bệnh truyền nhiễm gây dịch bệnh nguy hiểm. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt trên 63% kế hoạch năm. Bên cạnh cập nhật diễn biến các bệnh truyền nhiễm, hội nghị cũng triển khai hướng dẫn kỹ thuật các tuyến về công tác giám sát, xử lý và phòng chống bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, cập nhật phác đồ điều trị bệnh sốt xuất huyết ở người lớn và trẻ em, cập nhật phác đồ điều trị bệnh bạch hầu và quy trình tiêm chủng an toàn, quy định giám sát tai biến sau tiêm chủng. Với mục đích giúp người dân thay đổi tập quán trồng cây có múi theo phương pháp truyền thống, hạn chế dịch bệnh, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, thời gian qua, bên cạnh hỗ trợ về giống vốn, quảng bá giới thiệu sản phẩm, Hội Nông dân tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về phát triển cây có múi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay toàn tỉnh có gần 1.700 hectare trồng cam bưởi, tập trung chủ yếu tại huyện Kim Động, Khoái Châu, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. Bình quân mỗi hectare trồng cây có múi cho thu lãi trên 300 triệu đồng một năm. Nhằm sản xuất ra những sản phẩm chất lượng ngon, vượt trội, mẫu mã đẹp và an toàn vệ sinh thực phẩm, được thị trường ưa chuộng, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, hướng dẫn nông dân xây dựng quy trình sản xuất chặt chẽ, kiểm soát lượng phân bón, tuyệt đối không sử dụng hóa chất độc hại, hình thành thói quen sản xuất nông sản sạch, đặc biệt là cách phòng trừ một số sâu bệnh hại trên cây cam, cây bưởi như sâu vẽ bùa, dày trồng cánh, dẹp sáp, ruồi vàng hại quả, nhện hại, bệnh rách cam, bệnh gân xanh lá vàng, bệnh thối quả, bệnh đốm rong, nhờ đó giảm thiểu được những thiệt hại trong sản xuất. Huyện Kim Động hiện có trên 300 hectare diện tích trồng bưởi, nhiều hộ nông dân đã đưa các giống bưởi mới vào trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trên địa bàn huyện Kim Động, bưởi được trồng nhiều ở Đồng Thanh, Vĩnh Xá. Bên cạnh việc trồng các loại bưởi truyền thống như bưởi diễn, bưởi hoàng, thì đến nay, hàng trăm hộ dân tại Kim Động đã áp dụng và đưa vào trồng một số giống bưởi mới như bưởi da xanh, bưởi siêu ngọt. Trong đó, bưởi da xanh được thị trường ưa chuộng, giá bán cao. Bình quân giá xuất buôn 35.000 đồng một kg, bưởi siêu ngọt ra bán buôn 20.000 đồng một quả. Với lợi thế quả đẹp ngọt thu hoạch sớm so với các giống bưởi khác từ 1 đến 4 tháng, do đó việc tiêu thụ rất thuận lợi. Theo người dân cho biết, bình quân 1 hectare bưởi trừ chi phí cho thu khoảng 350 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, việc lãnh đạo chủ chốt các địa phương phải tiếp đối thoại với người dân vừa là quy định của Đảng và Nhà nước, cũng là góp phần giải quyết xử lý những kiến nghị và hạn chế đơn thư vượt cấp của công dân. Tuy nhiên, trong thực tế thì không phải địa phương nào cũng thực hiện nghiêm các quy định này. Theo quy định thì ngoài ban tiếp công dân của huyện tiếp thường xuyên, mỗi lãnh đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp công dân 1 tháng 2 lần. Lãnh đạo xã tiếp công dân 1 tuần 1 lần. Qua tìm hiểu, hiện nay việc tiếp công dân ở các địa phương được thực hiện khá nề nếp. Trước đây xã Bảo Khê ở thành phố Hưng Yên có tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Một trong những nguyên nhân là lãnh đạo cấp xã ít tiếp dân và chưa giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân, nhất là về vấn đề liên quan đến quản lý, tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Trước ấy thì cũng có một vài trường hợp là khiếu kiện. Ngày xưa ấy, nếu nói kể mà chúng tôi mà đã nói ra Ủy ban nhân dân xã là rất ngại, bởi vì hết cửa nọ cửa kia. Thế nhưng bây giờ rất là thoáng rồi, bây giờ ra là đúng tất cả cái quy trình, bộ phận nào ở phòng nào là chúng tôi đều biết hết, mọi người dân đều biết hết mà các anh ấy giải quyết rất là thông thoáng. Trong 8 tháng năm 2019,
lãnh đạo chủ chốt xã Vũ Xá, huyện Kim Động đã có hơn 20 cuộc tiếp dân định kỳ và 6 cuộc tiếp và đối thoại với người dân theo từng chuyên đề. Nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân được giải quyết ngay tại đây, nhất là những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã và các bộ phận chuyên môn như địa chính hoặc chi trả chế độ cho người dân thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đấu đất giãn dân tạo nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, người dân ở đây vẫn đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng các cuộc tiếp dân của lãnh đạo chủ chốt địa phương. Tôi đến đây thì các anh bí thư chủ tịch thì chưa đi sâu sát với dân, hơi ít xuống làm việc. Tôi cũng mong về các cái lần sau mà thì về cái công việc của bí thư và chủ tịch thì cũng quan tâm đến xuống tiếp dân thường xuyên. Luật đất đai thì đến thời điểm này chỉnh sửa bổ sung nhiều, nên ở địa phương nhiều những cái văn bản mới, quy định mới gây khó khăn cho cái việc mà tiếp rồi trả lời giải thích cho người dân. Cũng nhờ tăng cường tiếp công dân mà tình trạng đơn thư vượt cấp ở xã Vũ Xá đã giảm nhiều so với trước đây. Hiệu quả của việc tiếp công dân rất rõ ràng, nhất là đối với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và huyện. Nhiều vấn đề được lãnh đạo địa phương trực tiếp xuống cơ sở để đối thoại, giải thích cho dân hiểu, tạo sự đồng thuận cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án và các chủ trương của tỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư, làm đường giao thông. Đây chính là thực hiện chủ trương về nâng cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, huyện Phù Cừ đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo giai đoạn 2019-2020 theo đúng kế hoạch. Giai đoạn 2 của năm 2020, huyện Phù Cừ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 111 đối tượng người có công và hộ nghèo với mức hỗ trợ 80 triệu đồng một ngôi nhà, trong đó có 35 người có công và 76 hộ nghèo. Hiện toàn huyện đã có 103 ngôi nhà được xây xong, 8 ngôi nhà đang được hoàn thiện. Trong tháng 8, huyện đã trao 100% kinh phí hỗ trợ cho 53 hộ có nhà ở đã hoàn thành, trao mức hỗ trợ 60 triệu đồng trên một hộ cho 28 hộ đang hoàn thiện nhà mới và trao 40 triệu đồng trên một hộ cho 30 hộ nghèo thuộc diện được nhận hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh. Dự kiến các hộ sẽ nhận hết số tiền còn lại trong tháng 9. Như vậy, từ năm 2019 đến nay, huyện Phù Cừ đã hỗ trợ xây được 215 ngôi nhà mới cho gia đình người có công và hộ nghèo. Thời gian qua, Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam các cấp đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam dioxin, qua đó góp phần giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam các cấp đã vận động được gần 6 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 3,5 nghìn lượt nạn nhân. Với các hình thức hỗ trợ như xây sửa nhà, tặng bê sinh sản, khám bệnh, cấp thuốc, thăm, tặng quà, đặc biệt thực hiện chương trình điều dưỡng cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam năm 2020 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp tổ chức cho 38 nạn nhân chất độc da cam ở thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và các huyện Khói Châu, Yên Mỹ, Phù Cừ, Ân Thi tham gia chương trình điều dưỡng tại tỉnh Thanh Hóa từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 9. Đây là những hoạt động thiết thực có ý nghĩa thể hiện sự tri ân đối với những nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là diễn biến liên quan tới vấn đề hạt nhân của Iran. Theo đó, hôm 19 tháng 9 vừa qua, thì Mỹ đã tuyên bố khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc trước năm 2015 đối với Iran. Tuy nhiên, ngay sau đó, Liên minh châu EU đã bác bỏ hành động đơn phương của phía Mỹ. Theo đại diện cấp cao của Liên minh châu EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell, Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018. Do đó, Washington không thể khởi xướng quá trình khôi phục các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. EU sẽ tiếp tục áp dụng các cam kết về dỡ bỏ trừng phạt thỏa thuận hạt nhân Iran. Đại diện cấp cao của EU coi thỏa thuận này là trụ cột chính của cấu trúc không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tiếp tục thực thi thỏa thuận và kiềm chế hành động có thể được coi là leo thang trong tình hình hiện tại. Hàng ngàn người Thái Lan cuối tuần vừa qua đã xuống đường biểu tình, lần đầu tiên công khai kêu gọi hạn chế quyền lực của quốc vương, nhấn mạnh đất nước thuộc về nhân dân chứ không thuộc về nhà vua. Người biểu tình xuống đường ở thành phố Bangkok mang theo các yêu sách đòi hỏi phải cải tổ hiến pháp, bầu cử sớm
và quan trọng hơn là kêu gọi hạn chế quyền lực của nhà vua. Họ đã đặt một tấm bia gần hoàng cung với nội dung khẳng định đất nước này thuộc về nhân dân, không phải là tài sản của quốc vương. Đây là một sự thách thức hoàng gia công khai chưa từng có tại Thái Lan, bởi bất kỳ người Thái Lan nào cũng biết xúc phạm hoàng gia, đặc biệt là quốc vương, là một trong những trọng tội phải trả giá bằng những hình phạt nghiêm khắc. Người biểu tình sau đó đã giải tán khi cảnh sát bảo vệ hoàng gia chấp nhận chuyển các yêu sách của họ tới Bộ Tư lệnh Cảnh sát. Liên quan tới vụ một lá thư chứa chất độc dioxin được gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh sát Mỹ vừa tiến hành bắt giữ một nữ nghi phạm tới từ Canada. Nguồn tin cho biết nữ nghi can mang theo súng trong người đã bị bắt tại một cửa khẩu ở bang New York, Mỹ vào ngày 20 tháng 9. Trước đó, một bức thư chứa chất độc dioxin từ Canada đã bị chặn trước khi đến phòng thư tín của Nhà Trắng. FBI đang điều tra các bức thư chứa dioxin tương tự được gửi đến các địa chỉ ở bang Texas có thể xuất phát từ cùng một người gửi ở Canada. Ricin là loại chất độc mạnh, nếu nuốt, hít phải hoặc tiêm ricin thì có thể gây chết người với liều lượng nhỏ. Hiện không có thuốc giải cho ricin. Cục Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Lào cho biết dịch sốt xuất huyết kéo dài nhiều tháng qua ở nước này đang tiếp tục lan rộng khi mùa mưa tới. Theo thống kê tới nay, Lào đã ghi nhận gần 6.400 ca mắc sốt xuất huyết ở nhiều địa phương, trong đó 11 ca đã tử vong. Thủ đô Viêng Chăn vẫn là địa phương ghi nhận ca nhiễm sốt xuất huyết nhiều nhất với hơn 1.500 trường hợp và 4 trường hợp tử vong. Việc thiếu thông tin hướng dẫn phòng ngừa, mùa mưa, cây cỏ rậm rạp, bụi rậm nhiều, cộng với ao tù nước đọng, cống rãnh không được khơi thông, khiến muỗi sinh sôi nhanh được cho là những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng của các ca nhiễm sốt xuất huyết trong thời gian qua. Thượng viện Đức vừa thông qua một dự luật siết chặt các quy định về quảng cáo thuốc lá và là quốc gia cuối cùng thuộc Liên minh châu Âu EU thực hiện quy định này. Theo đó, từ năm 2022, Đức sẽ chính thức cấm quảng cáo thuốc lá ở không gian công cộng. Còn từ tháng 1 năm sau, các rạp chiếu phim ở Đức cũng phải dừng chiếu các quảng cáo thuốc lá trước khi trình chiếu các bộ phim có khán giả là trẻ em và thanh thiếu niên. Lệnh cấm này sẽ mở rộng, áp dụng với thuốc lá điện tử kể từ năm 2024. Theo các số liệu chính thức, ngành sản xuất thuốc lá ở Đức vốn chi hơn 100 triệu euro mỗi năm cho hoạt động quảng cáo tại các rạp chiếu phim và trên đường phố. Trong khi đó, dữ liệu của EU công bố hồi năm 2017 cho thấy hơn 23% số người trưởng thành ở Đức hút thuốc lá mỗi ngày. Theo một dữ liệu thống kê mới công bố, Hy Lạp hiện là quốc gia dẫn đầu trong việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo ở châu Âu. Theo dữ liệu từ trang Wind Euro, Hy Lạp là quốc gia có mức độ bao phủ điện gió chiếm 40%, mức cao nhất so với các nước thành viên của Liên minh châu Âu hiện nay. Theo dữ liệu được công bố cùng ngày, các nguồn năng lượng điện gió và mặt trời đã cung cấp khoảng 51% nhu cầu sử dụng điện năng hiện nay của người dân. Đây là mức cao kỷ lục về nguồn năng lượng tái tạo tính đến thời điểm hiện nay tại châu Âu. Trong kế hoạch triển khai các nguồn năng lượng tái tạo từ năm 2012, Chính phủ Hy Lạp đã cam kết loại bỏ hoàn toàn các nguồn năng lượng truyền thống trong 8 năm tới và chỉ sử dụng các dạng năng lượng tái tạo như năng lượng gió, mặt trời và thủy điện. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành như hiện nay, nhằm cố gắng giảm thiểu thiệt hại khi nhiều tuyến bay bị đóng cửa, hãng hàng không Qantas của Australia vừa mở bán vé chuyến bay ngắm cảnh cho hành khách và vé đã được bán sạch chỉ trong vòng vài phút. Hãng Qantas cho biết 134 vé có giá từ 575 đô la Mỹ tới 2.765 đô la Mỹ đã được bán hết trong vòng chưa tới 10 phút. Theo kế hoạch, chuyến bay sẽ cất cánh tại sân bay Sydney vào ngày 10 tháng 10 và chở du khách đi ngắm cảnh trong 7 tiếng trước khi trở lại điểm xuất phát. Sau thành công này, Qantas dự kiến cũng mở thêm nhiều chuyến bay tương tự. Hãng hàng không này hiện đang đứng trước những thử thách hết sức khó khăn. Tháng trước, họ cho biết đã phải sa thải 20% nhân viên trong mùa hè năm nay và đại dịch COVID-19 đã đẩy tình hình của hãng xuống thấp nhất trong vòng 100 năm qua. Bản tin quốc tế cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.